Xin chào bạn, xin giới thiệu bạn chiếc ốp lưng dành cho Note 9 đến từ Ninkin. Đây là dòng ốp lưng Ninkin TPU Case, một dòng ốp lưng gọi là truyền thống của Ninkin, được làm hoàn toàn từ nhựa dẻo và trong suốt, cũng là chiếc ốp lưng bằng nhựa dẻo mỏng nhất ở trên thị trường. Đây, mình sẽ mở hộp để giới thiệu bạn chi tiết. Màu trắng trong suốt, đây như bạn thấy, trong giữ nguyên màu sắc. Thứ hai, rất là dẻo, được làm từ nhựa dẻo TPU. Đó. Thứ ba, rất là mỏng, nó chỉ mỏng có khoảng 0,6mm và là một ốp lưng bằng nhựa dẻo mỏng nhất ở trên thị trường này. Nếu các bạn chỉ cần một chiếc ốp lưng đơn giản để chống xước và nó thật là gọn nhẹ thì các bạn có thể sử dụng mẫu ốp lưng Ninkin TPU này. Rất là gọn, rất là mỏng, mỏng hơn nhiều so với mẫu ốp lưng đi kèm của Samsung. Đây, vẫn giữ nguyên được cái màu sắc cũng như kiểu dáng. Bên sườn thì còn có hai cái dải sần lên để mình cầm ở trên tay nó đỡ bị trơn, nó bám tay hơn, nó đỡ bị trượt. Nhất là đối với một chiếc máy mà có mặt lưng bằng kính như của Note 9, nó khá là trơn thì cái thiết kế tính năng đó khá là hữu ích. Đây, bảo vệ cả được cái camera không bị chảy xước. Phím bấm thì làm nổi lên, bấm khá là thoải mái. Sản phẩm có thiết kế khá là đơn giản, hầu như là không có một điểm nhấn gì cả. Đơn giản chỉ một chiếc ốp lưng bằng silicone mỏng và trong, thế thôi. Sản phẩm này có mã tại Lê Sang là hiện tại là 2589. Để đặt mua thì bạn truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.